Kính cái câu hỏi dài dữ vậy. Rồi bây giờ sưu tóm gọn nha, là vị này thường đi xá lợi Phật Đài, Bửu Long, Bửu Quang để học giáo lý rồi mượn kinh sách. Nhưng mà những cái vị sư ở trong đây á thì khuyên là người nữ không nên đến chùa một mình, cho nên là vị này tìm cái người để mà đi chung. Thì trong cái group mà đi rủ nhau đi chung á, thì cái nhóm này thực hành theo cái phương pháp không có đúng chánh pháp. Đó. Từ tăng ni đến cư sĩ đó nè. Đó. Cho nên là vị này cũng rất là ngại khi mà tiếp xúc với những cái người này. Và bây giờ hỏi á, bây giờ đi chùa một mình thì nó kẹt, còn nhưng mà rủ thêm những cái người bạn nữa thì những người bạn chưa có chánh kiến như thế thì mình có nên hay là không? Thì xin thưa là trong trường hợp này cái quan trọng là ai mạnh hơn. Tức là nếu như mà mình mạnh hơn thì những người bạn của mình chưa có chánh kiến, nhờ như vậy các bạn đó sẽ có chánh kiến. Còn nếu mà mình yếu hơn thì chẳng những mình không kéo được người ta mà mình còn bị người ta đồng hóa. Cho nên là cái trường hợp này là tùy mình. Sư nghĩ thì tốt nhất là kiếm cái những cái vị gọi là cao tay ấn, thì những vị đó sẽ giúp đỡ ngon lành hơn. Ví dụ như là kiếm những cái lớp ở giáo lý, hoặc là kiếm những cái buổi vấn đáp chẳng hạn đó. Rồi thì hoặc những cái buổi mà hành thiền, ví dụ như mình nói là bây giờ vô học đạo mà đi một mình người nữ thì không có nên, thì thôi thì đi chung, đi chung 2-3 người rồi từ từ á, bươi dòng cũng lâu. Cho nên là quay lại vấn đề thì vẫn là mình mạnh hơn người ta hay là người ta mạnh hơn mình. Xin mời Đức Tệ Tường chia sẻ về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đại Đức Hành Tuệ về cái cách trả lời. Thì khi mà sư đọc á, cái câu hỏi này nè, làm sư liên tưởng đến một câu pháp cú, đó là pháp cú Sa Môn, đó là có câu như vậy: tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Nhưng mà cái câu pháp cú này nó có hai mặt thưa quý vị, nó có hai mặt nha, hai mặt phải hiểu rõ. Tại đôi khi á, đôi khi mình đọc cái pháp cú này á, nhiều 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 người đọc vô cũng dễ ảo tưởng lắm. Ảo tưởng sao? Ảo tưởng là giống như là mình cho mình là ghê gớm lên, mình giống như viên mãn gì gia đình tuệ vậy. Cho nên thôi giờ hơn mình à. Hơn mình không ở không đi với ai, nhưng không, tại vì nếu mà quen với ai lỡ quen kẻ ngu nữa, tại vì thực hành giống pháp cú này đó. Cái đó là hiểu không đúng thưa quý vị. Thì ở trong chú giải pháp cú á, có phần có chú giải á, ý nghĩa câu này như sau nè, để cho mình hiểu rõ là nếu á, không được gặp người nào cao hơn mình á, là sao, là hay là ngang mình á, có nghĩa là đi về, về phương diện giới định tuệ, nếu bản thân mình là người có chánh kiến, có giới, có định, có tuệ, thì mình nên kiếm cái người bạn đồng hành mình đó là tương đương mà làm bằng mình hoặc là hơn mình, đúng không? Chứ đừng có đi đến những người tà kiến, giống như Đức Hành Tuệ nói, cũng như mình đã yếu rồi, yếu còn gai gió nữa, xong rồi gió hốt mình luôn. Rồi cái vấn đề mà gọi là trong pháp pháp cú có giải thích mà gọi là thà đi một mình đó, thì nó có như vậy, có đoạn như vậy: thà là đi một mình quả thật vậy, kết bạn với người cao thì giới hạnh càng thêm tăng tiến, kết bạn với người bằng thì giới hạnh không suy giảm, còn kết bạn với kẻ kém hèn khi ở chung, ăn chung, làm việc chung thì giới hạnh lần lần bị thua sút. Cho nên á, ở đây á, chủ giải pháp cú có nói là, cho nên nếu vì lòng bi mẫn á, mà ta thấy rằng á, có nghĩa là bản thân mình nghe, nếu mình đủ lực á nghe, đủ lực á, mình đủ lực á, mình đủ lực mạnh á, thì á, mình cho cái người, những cái người đó họ đương theo mình, đúng không? Để họ tăng trưởng giới hạnh.
Còn nếu bản thân mình không đủ thì tốt nhất là như trên tinh thần của pháp cú này nè, à, là mình là bằng không á, như vậy á, thì thở mình tốt hơn. Cho nên á, trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư cũng đọc lại một lần nữa cái câu này để cho cái vị này mình hiểu rõ hơn. Là câu cuối 61 là tìm không được bạn đường thân mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn cái ngu. À, muốn chốt cái câu hỏi này là có nên đi chung không, là có nên mà đi mà cũng không nên, tùy theo cái trình độ, cái sự hiểu biết của mình, thì theo cái sức của mình, cái niềm tin của mình, cái giới mình, cái định của mình, cái tuệ của mình, điều đó là quan quan trọng. À, trước khi sư quên một cái điểm này quan trọng là như vậy, Đức Phật này cũng có nói là hãy làm ngọn đèn hay là hải đảo cho chính mình mà không nương tựa ai. Nhưng mà để làm được điều đó, quý vị phải có kiến thức Phật pháp căn bản, quý vị cũng phải có pháp học, pháp hành vững, thì quý vị mới là ngọn đèn cho nương tựa chính mình được. À, chứ đôi khi cũng đừng có cũng, tất nhiên là cũng phải cẩn thận cái việc mà mình nên kết bạn không kết bạn. Mà suy nghĩ có một điều như vậy nè, là nếu cái vị này nè là muốn được vô cái nhóm, một cái group á, giống như những cái Phật tử mà thuần túy, có hiểu biết về chánh kiến tương đối á, có pháp học pháp hành căn bản, thì cũng có thể tham gia cái group mà những cái vị Phật, những cái vị cư sĩ, những vị Phật tử á, mà theo đại đức hạnh tuệ á, học á, thì cái điều đó cũng nên. Ví dụ mà có bạn đó, đó là những người bạn tốt, không? Những người bạn có giác cái định, có tuệ, có chánh kiến đó, thì mình tham gia đó. Thì ví dụ mình đi đâu á, đi đâu những cái chùa giống như là gần đây nè, thì mình có thể tham gia cái việc đó, nó tốt. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thì sư nghĩ là đó là một vị sư khuyên. Nếu là cư sĩ mà khuyên á, thì nói như thế này nè, sư nói để cho quý vị hiểu là người nữ thì đến chùa một mình thì vẫn được, chỉ có điều á, là không có nên gặp vị sư mà một mình. Nghĩa là mình tránh để mình vô trong một cái tình huống á, là mình ở cùng với một vị sư, một với một, một người nữ và một vị sư, một với một, ở chỗ kín khuất thì mình nên tránh. Chứ còn nếu như mà thí dụ như gặp sư ở sân chùa, ở cái chỗ thoáng đãng rộng rãi, có nhiều người thì cũng không vấn đề gì nha. Thì đây chỉ là đơn giản ở trong luật thôi, là tránh trường hợp là người nữ và một ông sư một với một thì mình tránh cái sự kiện đó. À, cho nên là trong những trường hợp mà quý vị rủ không được á, thì mình vẫn đến chùa bình thường ha, vẫn đến chùa bình thường không sao hết trơn. À, mình khéo léo thôi. À, học đạo thì đọc sách thì mình đâu cần phải có ông sư kế bên chi ha, hoặc là chừng nào mình gặp ông sư á, thì khi đó mình khéo léo thôi. Ví dụ như là ở cái chỗ thoáng, hoặc là tốt nhất là rủ thêm bạn, mà trong trường hợp không rủ được thêm thì quý vị nhớ đó là cái mình sẽ nhắc nhở ha. À, thì chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.